Rodrigo đáng ra nên ở bên trong, nhưng anh lại đứng cạnh hậu vệ cánh đối phương trong pha bóng này. Đây là mắc lỗi vị trí hoặc đang có ý đồ gì khác của các cầu thủ Real. Có thể thấy rằng chính Luka Modric và Rodrigo đã ghim cả hậu vệ biên lẫn tiền vệ biên đối phương. Do đó tạo khoảng trống rất lớn ở cánh cho Lucas Vazquez dâng lên. Khi bóng được đưa tới đây, có thể thấy rằng hậu vệ cánh của Cadiz đã quyết định bỏ kèm Rodrigo để lao lên khép góc. Tình huống bỗng trở thành 2-1 và rất đơn giản. Lucas chuyền bóng vào trong cho Rodrigo đang không bị ai theo kèm. Tiền đạo người Brazil tung ra cú dứt điểm trong tư thế thoải mái mà không phải nhận một áp lực nào. Đây không phải lần đầu tiên mình thấy bài phối hợp này, nhưng rõ ràng là nó cho thấy sự hiệu quả và khó để có thể counter, đặc biệt là trong những tình huống chuyển cánh.